Hello, my friend. And welcome to the game. Store, my friend. Store là gì? Mình không biết, để mình Google phát. Đâu phải từ nào mình biết đâu. Mấy fan biết đó là từ gì không? Chắc mấy fan phải đợi mình Google rồi mấy fan mới biết được. Để mình đoán trước xem store hình như là sự trì hoãn đúng không ta? Store. Quầy hàng. What? Store dịch qua tiếng Việt là quầy hoàng. Quầy hàng. Chuồng bò, ngăn tủ. Let's go. What? Đi ra quầy hàng đó mấy friend. Ba-da-bum, la ba-da-bim. Ba-da-bim, la ba-da-bum. Oh shit. Store cũng có nghĩa là ngăn mấy friend ạ. Store có nghĩa là ngăn á. Ngăn cách rồi ngăn qua từng ngăn một ấy. Có thể nào đây là... Hello? Đây đâu phải là cái toilet. Phải không? That's not even a toilet. Ờ nhỉ, đây đâu phải là cái toilet đó. Hello, có ai ở đây không? Đây là một cái toilet. Thôi lỡ mở hai cửa là mở bốn cửa luôn. Cửa này thì không mở được. Cửa này thì sao? Shit. Toilet này hư rồi không dùng được. Vậy là game này nói về đi toilet nhưng mà lại thích đặt tên theo kiểu ngăn mày friend. Kiểu như muốn gây cái sự đặc biệt vậy đó. Gương này thật là kinh tởm mày friend. Mình muốn đọc hết cái suy nghĩ của nhân vật. Ok, toilet là sai được cho nên là mình sẽ vào đây đi vệ sinh nha mấy friend. Gì đây? Cảnh báo, cảnh giác. Có những kẻ gọi là rình mò vào lúc 2 giờ sáng. Bây giờ là mấy giờ? Mình đi công việc của mình cái này. Ai? Bên này cửa đóng rồi mấy friend. Bên này thì không sao, bên này mình check rồi. Nhưng bên này như có người trong này thì phải. Mấy fan đã đi nhà vệ sinh công cộng bây giờ chưa? Mình biết đây là một câu hỏi hơi riêng tư nhưng mà nó liên quan đến cái vấn đề này. Ý là mấy fan cũng cần phải trả lời, ok? Mình có thể đọc được suy nghĩ mấy fan mà. Hả? Mấy fan đi rồi hả? Mình cũng vậy, mình cũng đi mấy lần rồi. Cảm giác nó hơi khác với ở nhà mấy fan. Kiểu như đi đâu ở nhà nó cũng quen rồi ấy. Cho nên là tự nhiên mà đi ấy ở chỗ công cộng thấy nó xấu xa mấy fan. Sợ là như mình đánh rắm một phát prep hoặc là con kẻ nó ghê quá. Nhưng mà ghê lắm. Sorry my friend, xin lỗi để làm mọi người cảm thấy hơi khó chịu. Bây giờ là... Oh shit, bây giờ là 2 giờ kìa. My friend nghe em có tiếng bước chân kìa. Đó, thế giờ đó là lý do mình ghét đi nhà vệ sinh nơi công cộng. Cái gì á? Cái chân của nó hả? Nó đóng cửa đi ra ngoài rồi nha mấy friend. Ai đập cửa đấy? Tao đấm đấy. Vừa có cái gì? Thằng bắt dậy nó vậy. Không thấy có người đang đi à? Vừa thấy gõ cửa cọc 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 bên này thì có cái mặt gõ qua từ bên kia mấy friend. Loại này phải đấm chết. Ủa đâu rồi? Oh shit, ai vậy? Hello. Mấy friend thấy không? Ý là hơi tối nhưng mà mấy bạn có thấy không? Có một người đàn ông hay là một người đàn bà không rõ đang đeo một chiếc mặt nạ rất là to mà friend đang đứng cao hơn cả cái cửa phía sau kìa. Mình lại gần hỏi. Jesus Christ. Thôi thôi không ra đây nữa. Đây là một cái hay của game mấy friend này không? Có nghĩa là cuộc sống và game nó không khác nhau là mấy mấy friend. Nó có những cái điểm tương đồng khác nhau giữa game và đời là game cho phép làm lại còn đời thì không, ok. Bây giờ game cho mình làm lại rồi mình chạy vào đây này. Sợ không mày fan ơi, con chó kia vừa đứng ngoài cửa kìa. Badabum la badabim, badabim la badabum. What the 3 chấm mày fan, điền vào chỗ trống. Mình sẽ điền vào là what the hell. Bây giờ ngoảnh mặt lại có người này. Ủa? Ship. How ship to submarine hả? Giữ ship để chạy hả? Ok. Chạy đi đâu đây? Mình biết giờ game cho chạy là mình cứ chạy thôi. Non stop, không dừng lại, không dừng lại. Cái cống này như cái mê cung ấy nhỉ? Này mấy bạn thấy có một ổ khóa màu vàng đúng không? Mình cũng vậy. Vậy thì bây giờ mình cần một cái chìa khóa màu vàng đúng không? Có lẽ là vậy. Thế chứ mình chạy một vòng rồi đúng không? Chắc chắn là như vậy. I
need a key to unlock this. The door is locked. Mình cần một chiếc chìa khóa để có thể mở được cái cửa cứ đã bị khóa, my friend. Game vậy cơ cứt. Tại sao Dũng lại không kêu game vậy cơ mứt mà lại Dũng lại kêu game vậy cơ cứt? Tại vì bây giờ là đang game toilet cho nên là không thể nói về mứt mà chỉ có thể nói về cứt. Xin lỗi. Chắc chắn mấy fan đang cảm thấy rất khó chịu. Tại vì con game này nó đề cập về nhiều thứ, nó ba chấm quá. Mấy fan thông cảm đến cuộc sống mà. Ai mà ăn vào mà chẳng phải thải ra đúng không mấy fan? Oh shit, xin lỗi mình nói nè. Mình biết mình càng nói mấy fan càng khó chịu, ok. Mai giật hết cả mình, con chó này mày làm tao la hai lần rồi đấy. Game không đáng sợ như vậy mấy fan này không? Nhưng mà mình lại la hai lần như vậy, mình cảm thấy mình thật là ba chấm. Các bạn chạy nhanh thế. Thua. Mà nổi hết gà rồi mấy fan ơi. Jesus Christ. Cái cách mở cửa của game này, để từ từ mình giải thích cho mấy fan tại sao hồi nãy mình không chạy qua cánh cửa này. Muốn mở một cánh cửa trong game này, đầu tiên là phải bấm E, ok. Bấm E là bắt đầu tay mình mới cầm một cửa, ok. Là một tay cầm một cửa, còn tay bên phải là bắt đầu lắc chuột là nó mới mở, ok. Cho nên là cái lý do hồi nãy tại sao mấy fan lại thấy mình lại bị con chó kia nó bắt. Má, game gì mình bị hù ba lần cay lắm rồi nha. Bạn làm mình nổi da gà với lại la ba lần rồi đấy. Mình cho game 10 điểm. Nếu có game kinh nghiệm ngắn mà làm mình sợ như vậy mấy fan này không? Thường thường mình chỉ la một lần cho vui thôi. Nhưng mà game này đã làm cho mình la đến 3 lần. Thật là easy games. Cái gì? You have barely escaped for now. Bạn đã gần như suýt trốn thoát. Tạm thời là vậy. Cảm ơn bạn đã chơi trò chơi này. Cảm ơn bạn làm cái game này, my friend. Lúc đầu mà mình tải cái game này trên cái trang chủ của nó, mình cứ nghĩ chắc ôi sẽ game bình thường, chẳng có gì đáng sợ, my friend. Nhưng mà mình bảo quái, sao game này lại đứng top được. Chơi xong mới thấy, my friend, tại vì cái đồ họa với lại cái giới thiệu cái hình game á, nó nhìn nó cùi bắp lắm, nhìn giống như Minecraft á. Xin lỗi, ý là xin lỗi những fan của Minecraft. Nhưng mà đúng là ấn tượng đầu tiên với Minecraft cũng giống như ấn tượng đầu tiên với con game này này. Nhìn không muốn chơi rồi, nhưng mà hóa chơi xong lại ghiền đó hả? Không, đối với Minecraft thì ghiền, chứ đối game này thì không, my friend. Game này càng chơi càng sợ. May mà nó chỉ có ngắn thế này thôi. Nhưng mà game hay, my friend. Cả hai game đều có một điểm chung là rất hay. Cho 10/10, ok, ok. Cảm ơn my friend theo dõi. Chúc my friend một ngày tốt lành. Goodbye, see you again. Bye bye.